Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày 7 tháng 9 năm 2022. Bây giờ là 8 giờ 30 phút. Và để bắt đầu video trong buổi sáng ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả và chúng ta luôn luôn có những niềm vui trong cuộc sống. Buổi sáng ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel sẽ cập nhật một vài hình ảnh tại khu vực này cũng như là phía bên ngoài của dự án IFC One Sài Gòn sau những ngày mà tạm dừng thi công để chờ kết quả thanh tra của chính phủ. Phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là cầu móng các bạn. Đây, kết nối giữa quận 1 và quận 4 cũng như là giữa đường Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây và bến Vân Đồn. Thời tiết tại Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay rất là mát các bạn, có cơn mưa phùn, mưa lay bay rải rác trên các quận huyện, không phải là mưa lớn các bạn. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên rạch Bến Nghé các bạn nha. Rạch Bến Nghé. Phía bên kia đường đó là đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt. Và khu vực mà phía trước màn hình của chúng ta là bến hành khách du lịch cầu Móng các bạn. Đây ha, bến hành khách du lịch cầu Móng. Ở đây là du lịch du ngoạn sông Sài Gòn. Ở đây chúng ta có thể đi một vòng ở tại dòng sông Sài Gòn. Bên kia là tòa Bitexco 68 tầng, tiếp theo là IFC One Sài Gòn các bạn. Diện màu mới, khoác lên mình một tấm áo mới rất đẹp. Tuy nhiên từ sau ngày 1 tháng 9 năm 2022 thì cũng phải tạm dừng thi công ở phía bên trong tòa nhà. Bây giờ chỉ làm những cái hạng mục phụ ở phía bên ngoài theo yêu cầu thì phải tạm dừng để mà chờ kết quả thanh tra về mặt pháp lý thôi. Từ phía tay phải màn hình của chúng ta là bến Vân Đồn quận 4 các bạn. Ở đây có trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Dọc theo bến Vân Đồn, dọc theo rạch Bến Nghé có những cái công viên nhỏ để cho người ta đi bộ cũng như đi tập thể dục các bạn. Ở đây có cây cỏ rất là xanh đẹp tốt. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất mong nhận được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Đây là cái bảng nội quy bến hành khách thủy nội địa cầu Móng. Thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng cho đến 23 giờ hàng ngày.
chúng ta nhìn về hướng xa xa đó là cầu Khánh Hội các bạn ha. Ở đây có cái hành lang cho người đi bộ rất là thoáng mát, nhiều cây xanh nữa. Đây các bạn, đây có một con thuyền để mà chở du khách đi dọc trên dòng sông Sài Gòn. Chúng ta cập nhật đây một vài hình ảnh rồi sau đó mình cập nhật hình ảnh trực tiếp của tòa IFC One Sài Gòn để chia sẻ đến cho quý vị. Thật sự mà nói thì Sài Gòn mà cần một cái vị trí công viên nhỏ này để đi bộ thì rất là khó đó các bạn. Một cái không gian, một cái môi trường, một cái không gian xanh. Đây có những cái thùng rác nè. Đây là dự án IFC One Sài Gòn, phía bên ngoài thấy công nhân cũng đang tiến hành làm tháo những cái tấm kính cũ sao các bạn. Đây là hình ảnh phía bên ngoài tòa IFC One Sài Gòn các bạn.
Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.